kinh doanh chuối chiên mà chưa biết tính có tánh, hãy tham khảo video này nha. Để làm ra một cái chuối chiên thì nguyên liệu đầu tiên đó chính là chuối. Này giá chuối lên gần như là gấp đôi so với giá ngày thường rồi. Chuối dao động từ 10 tới 12 ngàn một ký. Một ký khoảng 12 cái à. Bán tùy chiên một cái bánh là một trái chuối luôn. Nên tiền chuối là 833 đồng. Tiếp theo là bột. Một ký bột sỉ bên tôi là 45 cành, free ship toàn quốc luôn. Nên khi về tay mấy bà là đúng 45 ngàn một ký luôn đó. Một ký chiên trung bình tầm 35 đến 40 bánh. Tôi sẽ tính số thấp nhất là 35 bánh đi. Thì một cái bánh chuối sẽ hết 1.285 đồng. Bột này thì bao giòn xốp, thơm ngon nha, không có bị cứng đâu. Nguyên liệu tiếp theo đó chính là dầu. Giá dầu thì nó cũng hay nhảy múa lắm. Có lúc 140, có lúc 150. Tôi lấy giá 140 một bình 5 lít đi. Với bình này tôi chiên được khoảng tầm 200 đến 220 cái bánh. Giờ tôi tính với các bà là chiên được 200 cái thôi đó. Vậy chi là hết 700 đồng tiền dầu. Giờ tới tiền ga nha. Giờ đang là 300.000 bình. Một bình ga bên quán tôi chiên tầm 3 ngày là hết. Một ngày chiên tầm 350 đến 400 cái. Tôi tính luôn là một bình chiên được 1.000 cái. Vậy một cái sẽ hết 300 đồng tiền ga. Mè là nguyên liệu không bắt buộc nên các bà có thể cho hoặc không cho. Rồi tôi nét qua cái phần tiếp theo nha. Tiếp theo là bao bì. Giá bao bì in màu tầm 200 đồng một túi. Rồi thêm cái túi ni lông ở ngoài nữa là khoảng 50 đồng. Vậy tiền bao bì hết 250 đồng. Bà bán ở quê có thể không cần bao bì giấy, các bà sẽ tiết kiệm được thêm 200 đồng nữa. Tổng kết lại ha, một cái bánh chuối hết 3.368 đồng. Với giá nguyên liệu đang leo thang như hiện tại thì các bà nhớ cân đối giá bán nha.